Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Ở trên tay mình đang có hai trái mít, các bạn thấy hai quả mít. Đây là hai quả mít chín cây. Và các bạn có thấy cái hình dáng nó khác nhau mà. Đây là hai loại mít khác nhau. Bên tay phải mình đây là quả mít Thái, và đây là bên tay trái mình là mít, đây là cái quả mít ta. Mít Thái là cái mít giống Thái mà được trồng ở Việt Nam, còn cái mít ta là cái mít truyền thống của Việt Nam chúng ta. À, từ lâu đời đây là của mít ta, và đây là mít Thái. Thì có rất là nhiều bạn, thì khi mà chúng ta cũng có nhiều bạn rất là thích ăn mít, nhưng mà khi mà đi mua thì không biết chút phân biệt cái nào là mít ta, cái nào là mít Thái. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta nhận biết năm cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết cái quả mít, cái nào là mít Thái, nào là mít ta, để chúng ta khi mà chúng ta đi mua chúng ta dễ dàng nhận biết. Tại vì có người sẽ thích ăn mít Thái, thường là các bạn trẻ nhé, các bạn trẻ thường thường thích ăn mít Thái bởi vì nó giòn. Nhưng mà có nhiều người lớn tuổi thì lại thích ăn cái mít ta, bởi vì ta nó dẻo, nó mềm, dễ ăn hơn. Còn ví dụ như ở những cái quán mà họ làm cốc tai, họ làm chè Thái á, thì họ lại mua mít Thái vì nó cái độ giòn, mà để vào trong chè thì nó không bị nhão, không bị mềm, mà nó vẫn giữ được cái độ giòn của mít. Tuy nhiên thì cái mít Thái thì cái độ ngọt nó không ngọt bằng cái mít ta, và cái mít Thái thì nó cũng không thơm được như cái mít ta. Thì mỗi một cái loại mít nó có đặc điểm riêng. Nhưng mà để chúng ta phân biệt thì mình có 5 cái cách để chúng ta nhận diện biết cái quả mít nào là mít Thái, nào là mít ta. Thứ nhất là cái mít, đầu tiên là chúng ta nhận diện qua hình thái, hình dáng trước. Cái quả mít Thái này các bạn thấy cái quả mít nó tròn đều, nó y như cái hình trụ vậy đó. Quả lớn quả to thì nó cũng có một cái đường, nó tròn rất là đều như thế này. Từ trên xuống dưới là nó đều, nhìn cái quả mít nó như cái hình trụ vậy. Nhưng mà cái mít ta của chúng ta thì nó lại lồi ra lõm vào, nó không có đều. Các bạn nhìn thấy quả mít này, nó eo chỗ này, nó eo chỗ kia, thấy không các bạn? Đó, nó không có đều nha các bạn. Cái quả mít này các bạn nhìn thấy không? Đó, nó như vậy này, nó là mít ta. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn nhìn cái gai của quả mít này, cái mít thái ấy, thì là cái gai quả mít Thái nó như cái bánh ú, nó không có nhọn mà nó thưa gai, mà cái gai nó tròn, cái diện tích của cái gai nó rất là to. Mà cái đầu gai nó không có nhọn mà nó tròn, nó giống như là cái bánh ú, mà cái gai nó thưa nhau. Đó. Trong khi đó cái gai của mít ta, các bạn nhìn này, để các bạn nhìn thấy không? Đây. Đó, cái gai nó rất là thưa mà rất là tròn. Trong khi đó thì cái gai của cái mít ta của chúng ta là cái gai đó này. Các bạn nhìn nó chi chít, nó nhỏ xíu. Để cạnh hai cái gai nhau, các bạn thấy rất là rõ. Đó, các bạn thấy không? Cái này gai to này. Còn cái này là gai nhỏ xíu, mà cái đây là mít chín chín rồi, thì các bạn thấy cái gai nó nở ra, nó không còn nhỏ nữa. Như còn cái mít ta mà lúc vẫn còn ở trên cây ấy, nó còn xanh ấy, rồi cái gai nó nhỏ rất của nó như là trông vậy, nhìn cũng như một cái mảng gai rất là nhiều, và cái mít ta. Cái đặc điểm thứ hai đó là chúng ta xem cái gai của mít. Cái thứ ba nữa là chúng ta xem cái hương thơm của mít. Khi có quả mít chín Thái trên cây ấy, rất là khó để chúng ta nhận biết quả mít Thái trên cây, vì nó không có mùi thơm nhiều như là cái quả mít chỉ thơm trong khoảng thôi, nên nhiều khi chúng ta cũng không có dễ dàng nhận biết như là cái quả mít ta. Đây là mít Thái này, nó thơm rất là nhẹ, nó cũng có mùi thơm của mít mà nó cũng vừa. Nhưng mà cái mít ta này, phải nói với các bạn là nếu mà mít ta trên cây ấy, mà không có nhúng thuốc ấy, là các bạn, mình nói là các bạn để trong đây, là mình để ngoài sân, nhưng mình đóng cửa lại thì bạn lên lầu 1 vẫn nghe mùi mít chín, nó thơm lắm, thơm khắp cả nhà luôn, đi chỗ nào cũng nghe mùi mít đấy này, rất là thơm. Nhưng mà cái mít Thái thì không có, cái mít Thái thì nó chỉ là nó thơm vừa nhẹ nhẹ thôi, tức là nghe được cái mùi thơm nó là nó đã chín lắm rồi đấy. Đó là cái đặc điểm thứ ba. Cái đặc điểm thứ tư là khi mà các bạn cắt quả mít ra thì các bạn sẽ thấy cái múi mít của cái mít Thái đó, cái màu vàng cam rất là đẹp, và cái múi mít nó dày, cái múi mít nó dày và nó cái màu vàng cam. Các bạn cắt ra các bạn sẽ nhìn thấy. Còn cái trong cái đó, cái mít của chúng ta ở đây thì chỉ trừ nào là mít ta nghệ thôi, chứ còn mít ta thường thì cái màu vàng của nó màu vàng nhạt nhạt thôi, nó màu vàng vừa thôi chứ không vàng cam, và cái múi mít nó mỏng hơn, cái múi mít của nó mỏng hơn. Cho nên là cái hai giữa hai cái màu của hai cái, cho nên là khi mà để cái mít Thái ra nhìn chúng ta biết liền luôn á, nhìn rất là biết liền cái màu của nó. Màu của này là vàng cam đậm, và cái này là vàng nhạt nhạt thôi. Và cái đặc điểm thứ năm nữa là cái quả cái múi mít ấy, múi mít của cái múi mít Thái này này, cái quả mít Thái này này, cái múi rất là dày, cái múi nó dày, có khi là nó phải là 7-8 ly luôn á, cái múi rất là dày mà nó giòn mà nó cứng. Cho nên là khi các bạn cắt ra, các bạn cắt
lộn hoặc là cắt cái sợi già chúng ta ăn trong cái rau u vít đát, hay là các thấy các bạn thấy hoặc là những cái món chè Thái đó, các bạn thấy người ta cắt dọc 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 như vậy thì nó không bị nát, nó không bị nát, nó không bị mềm, nó không bị nhũn, mà nó vẫn giữ được cái độ giòn của mít với nước tương. À, trong khi đó cái mít này thì là cái muối nó dẻo, chúng ta ăn có cái độ dẻo, cái độ dai dẻo dẻo mềm mềm, và cái độ đặc biệt nhất là cái độ ngọt, cái mít Thái thì là nó ngọt vừa phải thì nó cũng ngọt nhiều, nhưng mà cái mít ta mà chín cay rồi thì mình nói với các bạn là nó ngọt lắm luôn á. Rất là mềm đó, cho nên là cái đặc điểm, năm cái đặc điểm mà chúng ta có thể nhận dạng khi chúng ta cầm quả mít lên là chúng ta biết cái nào là mít Thái, cái nào là mít ta. Bên đây là mình đang cầm, đây là mít ta nha, còn đây là quả mít Thái đây. Đấy, thì đấy là cái đặc điểm khác nhau mình chia sẻ các bạn, rồi để các bạn khi mà các bạn thích ăn mít, mít là một loại trái cây nhiệt đới và nó cũng chứa là nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Chúng ta là thường là mùa hè là cái mùa mít nó chín là nhiều và rất là nhiều người thích ăn mít, mà hiện nay thì mít có thể trồng được quanh năm rồi các bạn. Mít hiện nay là có thể trồng được quanh năm, cho nên chúng ta cứ yên tâm là chúng ta có thể ăn mít, có thể ăn quanh năm. Vì mít thì giờ trồng được nhiều rồi, cho nên là nó có thể có quanh năm. Thì khi mà chúng ta đi mua thì chúng ta thích ăn mít Thái thì chúng ta chọn mua mít Thái, và khi mà chúng ta ăn mít ta thì chúng ta chọn mít ta, tại vì mình ăn đúng cái sở thích của mình thì mới ngon, đúng không ạ? Như vậy các bạn trẻ thì thích ăn giòn, thích ăn giòn cứng thì các bạn sẽ ăn mít Thái. Nhưng những người lớn tuổi thì lại thích ăn dẻo dẻo, dai mềm mềm. Và cái một cái điểm đặc biệt là cái mít ta này, nó sẽ nó dẻo, nó mềm, nó dai thì người ta thường hay nấu, người ta làm xôi mít hoặc là sinh tố mít, tại vì nó rất là thơm. Khi các bạn nấu xôi, các bạn cho nước cốt dừa vào trong cái xôi đấy, nó có cái độ béo của nước dừa, nó có cái độ dẻo của nếp và nó có cái ngọt ngọt của đường. Khi vào chúng ta cho một ít cái cơm dừa tươi lên, sau rồi chúng ta cho một cái mua mít chúng ta sẽ đâu lấy bỏ ra và chúng ta cho cái xôi vào, xôi mít xôi vào, và cái xôi còn đã có dừa rồi chúng ta để lên. Mình nói các bạn là ăn ngon lắm rồi, nhưng mà ăn với mít, nếu mà làm xôi mít thì phải làm mít ta, còn làm da u mít đát hoặc là chúng ta làm sinh tố, chúng ta không phải sinh tố mà là chè Thái á, thì là chúng ta sẽ chọn mít Thái, còn cái này là sẽ làm cho món sinh tố mít. Mít ta là làm sinh tố mít, và làm xôi mít thì nó sẽ phù hợp hơn. Vì mỗi một loại mít nó đều có một cái đặc điểm riêng để chúng ta, nếu mà chúng ta thích ăn loại nào, chúng ta tùy theo mục đích chúng ta mua về làm xôi, hoặc là chúng ta ăn và ăn sống, hoặc là chúng ta làm chè Thái, hay là làm nhân u mít đát thì chúng ta lựa cho nó phù hợp. Mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc, rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, mình cảm ơn và chào tạm biệt, bye bye.